nay shop xe đạp Hưng Mi giới thiệu mẫu Zan OCR 5003. Khung xương con này được làm bằng nhôm, tay đề là Shimano Polaris, cùi đề cùi đĩa Shimano Polaris, giò dĩa Shimano. Xe được trang bị cấu hình là 2 dĩa 8 líp, màu sắc là màu đen vàng. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. 11.650.000. Các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan OCR 5003. Đây là mẫu mới nhất nha các bạn nha. Tay đề con này được trang bị tay đề Shimano Polaris DJ âm. Tay đề Shimano Polaris DJ âm ghi đồng. Màu sắc con này màu đen vàng. Dây âm ghi đồng Zan SCR. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. 11.650.000. Càng thắng con này càng thắng gom. Phục composite OCR. Niền là niền Zan. Vỏ con này vỏ 700 nhân 25C SR4, size vỏ là 700 x 25C SR4, niền Zan Hydro 622 x 19. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Tên con xe là Zan OCR 5003. Càng thắng con này là càng thắng gom. Khung sườn con này là khung sườn nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan OCR 5003. Zan OCR 5003. Màu sắc con này màu đen vàng. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. 11.650.000. Các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá. Tên con xe là Zan OCR 5003. Zan OCR 5003. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Sườn mối hàng 7 cá. Yên là yên Zan. Cốt yên là cốt yên của Zan. Càng thắng là càng thắng gom. Có phản quay trước, phản quay sau. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. Trục giữa con này bạc đạn Polaris. Trục giữa Shimano Polaris. Giò dĩa Shimano. Trục giữa Shimano Polaris, giò dĩa Shimano. Hai trục giữa là bạc đạn, giò dĩa Shimano, cùi đề đĩa Shimano Polaris. Trục giữa bạc đạn, cùi đề đĩa Shimano Polaris, giò dĩa Shimano Tuner. Xe được trang bị cấu hình là 2 dĩa. Líp con này líp thả 8. 2 dĩa 8 líp, cùi đề líp Shimano Polaris. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.650.000. 11.650.000. Size vỏ là vỏ 700 x 25, vỏ Zan SR4. Khung sườn con này là khung sườn nhôm. Tên con xe là Zan OCR 5003. Màu sắc màu đen vàng. Bây giờ mời các bạn test độ chớn của con xe. Bánh thì có tiếng kêu vừa. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. 11.650.000. Tên con xe là Zan OCR 5003. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Kiểu dáng thiết kế rất là tinh xảo. Ở dưới lườn cái sườn có khắc lên chữ Zan nè. Rất đẹp nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan OCR 5003. Khung sườn được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Tay đề Shimano Polaris. Cùi đề cùi đĩa Shimano Polaris. Giò dĩa bạc đạn, trục giữa bạc đạn. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000. 11.650.000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan OCR 5003. Giá xe đang được bán với giá 11.650.000.
Địa chỉ mua hàng 184 trên 8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Màu sắc con này màu đen vàng. Tay đề Shimano Blaris 2000 đi dây âm. Cùi đề cùi đĩa Shimano Blaris. Giò dĩa Shimano 2 dĩa 8 clip. Clip là clip thả 8 Shimano da băng. Khung sườn nhôm. Xe trang bị dây âm sườn. Tên con xe là Zan OCR 5003. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.650.000. 11.650.000. Zan OCR 5003. Rất đẹp kiểu dáng, rất đẹp màu sắc sơn, có màu rất là ăn ý, rất là đẹp. Giá hợp lý, phân khúc tầm trung, giá rẻ. Giá chỉ có 11.650.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan OCR 5003. Địa chỉ mua hàng là 184 trên 8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937 009995 hoặc 0984 649 676.